Trời mừng quá, không phải là thuốc lá. Đây mới là thứ mà người yêu tôi xài như ăn gỏi mỗi tháng. Xịt thơm miệng period. Có lẽ đó giờ mọi người hay nghĩ là xịt thơm miệng chỉ để là xịt vào miệng để thơm thôi. Và nó cũng không phải là cái gì thiết yếu đúng không? Nhưng mà không nha mọi người ơi, nó có cả một cái bầu trời lợi ích đó. Tôi lấy một cái ví dụ nha. Như là ông người yêu của tôi, ông là phi công, thì đối với những chuyến bay dài có thể là ông sẽ bị buồn ngủ đúng không? Thay vì mà dùng thuốc lá thì ông có thể xịt một nhát này thôi, thì cảm thấy tinh thần mình nó cũng sảng khoái, tỉnh táo hơn. Và đặc biệt là sau khi ăn xong, xịt một cái miệng mình nó cũng thơm nữa, cái tự tin mình giao tiếp với đồng nghiệp hơn nữa nè. Và một công năng đặc biệt nữa của cái chai xịt này, đó là khả năng kháng khuẩn, thì nó sẽ hạn chế các mảng bám vi khuẩn trong miệng của mình, dậy hương bất mùi. Kể cả tôi cũng phải dùng cái này luôn á mọi người. Ví dụ như hồi xưa lúc mà tôi còn đi làm văn phòng á, ngày nào cũng phải gặp các đối tác thì tất nhiên phải giữ cho hơi thở mình thơm tho, thì khi mình giao tiếp mới tự tin, mình điêu hợp đồng mới tới được đúng không mọi người. Giờ khi mà làm KOC á thì có những lúc tôi phải đi event, thì ngoài một cái diện mạo mình phải thật sự chuẩn bị là tương tất ra, thì có hai điều tôi phải cực kỳ kiểm soát để mà giữ thiện cảm được với cái người đối diện và những người xung quanh. Một đó là lời nói mà của bản thân mình phát ra, hai là hương thơm từ hơi thở từ miệng mình nè. Về khoản này, tại sao nhà tôi lại chọn Pirate? Vì thành phần của nó có chứa silicone. Nó là một cái chất mà vừa ngăn được sâu răng mà mang lại một cái vị ngọt dễ chịu. Và đây còn là một cái thương hiệu thuộc hàng top ở Tây Ban Nha, chuyên sản xuất các sản phẩm chăm sóc răng miệng chất lượng cao từ những năm 1945 rồi. Hiện nay thì Pirate đã được xuất khẩu đến hơn 55 quốc gia trên toàn thế giới và là thương hiệu toàn cầu. Nên việc tìm mua cái em tí hon này không hề khó, thậm chí là có mặt ở trên cả TikTok shop luôn cơ. Mọi người sắm một cái đi, nó nhỏ gọn để mang theo bên mình, ăn xong là xịt cũng tốt cho sức khỏe khoang miệng. Mà thứ chính là giúp bản thân khi nói ra cái gì cũng cảm thấy tự tin hơn 1000% nha.